Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về nhân tướng học, xem tướng khuôn mặt dài, đọc tính cách, dự đoán chính xác tương lai. Thông qua khuôn mặt có thể chia thành 8 loại hình tính cách. Mỗi người có một khuôn mặt khác nhau, có những nét đặc trưng riêng, đương nhiên không tính đến trường hợp sinh đôi. Có rất nhiều khuôn mặt khác nhau, nhưng ở đây chỉ giới thiệu 6 khuôn mặt tiêu biểu. 6 khuôn mặt đó có tác động rất lớn tới tính cách, số mệnh của một con người. Đầu tiên, ta hãy xem tướng khuôn mặt dài cho biết điều gì. 1. Nhân tướng học nói gì về tướng mặt dài? Theo nhân tướng học, mặt dài có chiều dài lớn hơn chiều rộng, đường gò má dài thẳng, hai bên góc hàm thon gọn. Đặc biệt là trên tướng mặt dài có đường nét thanh mảnh nhưng không quá sắc sảo, tạo cảm giác mặt có phần bầu bĩnh nhưng lại ưa nhìn, duyên dáng. Những người sở hữu khuôn mặt dài đầy đặn tượng trưng cho sự thành công, sung túc. Những người khuôn mặt dài mà hốc hác sẽ tạo cho người đối diện cảm giác già nua và ốm yếu. Về tính cách, người mặt dài tâm tính lương thiện, hay giúp đỡ người khác, thích làm việc thiện mà không chút toan tính nào, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, lạc quan, nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực, luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, kể cả khi phải đối diện với những khó khăn, đau khổ. Những người này luôn biết trấn an tinh thần và lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó, chăm chỉ, luôn tìm tòi những điều mới lạ, bị thu hút bởi những thứ mới mẻ, thú vị. Thường những người này có tài ngoại giao, rất khéo léo trong ăn nói, gặp người lạ họ dễ dàng bắt chuyện, làm quen. Do vậy nên mối quan hệ với nhóm người này rất rộng, thích hợp với các nghề nghiệp đòi hỏi phải giao tiếp, đàm phán nhiều như bán hàng, hướng dẫn viên du lịch. Với các hợp đồng, dự án dễ dàng đạt được những thỏa thuận nhờ có sức thuyết phục cao, biết cách đối nhân xử thế nên được khá nhiều người yêu quý. Tính cách ôn hòa, khiêm tốn, lịch sự, dễ dàng thích ứng với bất cứ môi trường nào, nhiệt tình trong công việc, luôn suy nghĩ vô cùng chu đáo nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt. Nhưng hay hiếu chiến, đôi khi lại tự mang rắc rối vào mình, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới tập thể, gia đình hay bạn bè. Thường tự ti về năng lực bản thân nên khó làm chuyện lớn, các công việc đòi hỏi trọng trách cao dường như không thích hợp với họ. Là tính người bí ẩn, che giấu cảm xúc bản thân nên đối phương rất khó để hiểu họ. Thực chất thì những người sở hữu khuôn mặt dài, tính khí thất thường nên rất khó phán đoán. Đôi lúc chính bản thân họ không hiểu nổi mình là ai, hay bị tác động bởi môi trường là những điểm của nhóm người này. Họ hay để ý những lời người khác nói về mình, không muốn làm phật lòng ai cả. Đặc biệt là hay mơ mộng, tưởng tượng, tâm hồn bay bổng, hay suy nghĩ linh tinh, tự vẽ cho mình những câu chuyện mà chính mình trở thành nhân vật chính. Hay sống với hiện thực, đừng mất thời gian vào những điều vô nghĩa. Cuộc sống sẽ không thay đổi nếu cứ ngồi đó mà suy nghĩ mà không hành động gì. Họ mong muốn có cuộc sống thoải mái về tinh thần hơn là sự giàu có mà phải trả giá nặng nề. Ngoài ra họ thích các cuộc trải nghiệm mang lại những cảm giác mới lạ hơn là một thói quen cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Về sức khỏe, theo nhân tướng, người có khuôn mặt dài, dáng người mảnh khảnh, ít bị ốm mặt, nhưng trong một năm sẽ có vài đợt sức khỏe yếu hẳn, tốn kém khá nhiều chi phí. Sức khỏe tốt ngay cả ở độ tuổi trung niên, trước 30 tuổi sẽ bị tai nạn ít nhất một lần. Về sự nghiệp, người có tướng mặt dài thích hợp với các công việc thi ca, âm nhạc, phóng viên, nhà quảng cáo và công việc mang tính sáng tạo khác. Họ thường trầm tư suy nghĩ một mình, đắm chìm trong mơ ước, tưởng tượng xa rời thực tế. Trong cuộc sống, họ đề xuất được nhiều ý kiến độc đáo nhưng lại thiếu thực tế, nên khó đi tới đỉnh cao danh vọng, công danh chỉ ở mức trung bình mà thôi. Nhưng sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm với công việc của họ được đánh giá rất cao, đến đâu cũng được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, muốn hợp tác lâu dài. Về tình yêu, có vận đào hoa, dễ cảm nắng, dễ thích đối phương từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ được một thời gian, không lâu sau đó cảm xúc mất dần, sẽ không còn hứng thú với đối tượng nữa. Họ luôn được rất nhiều người khác giới theo đuổi, đặc biệt là phụ nữ có tướng mặt dài luôn được các đấng mày râu che chở, bảo vệ, nâng niu trân trọng. Cuộc sống hôn nhân cũng như tình duyên về sau phong lưu, ấm no, hạnh phúc dài lâu. Người có khuôn mặt dài hay mơ mộng nên cũng đặt ra những yêu cầu cao cho người bạn đời, đòi hỏi đối phương phải vừa thuận mắt vừa thuận tình. Điều này là rất khó, anh cũng có những ưu khuyết điểm riêng, đừng chỉ tập trung vào khuyết điểm của họ mà quên đi những điểm tốt đáng trân trọng. Do vậy,
Dù vận vượng có đào hoa, những người này cũng thường kết hôn muộn. Muốn duy trì hôn nhân hạnh phúc, cần hạ bớt cái tôi cũng như yêu cầu khắt khe mà mình đã đặt ra. 2. Giải mã vận mệnh qua tướng khuôn mặt dài. Tướng mặt dài kết hợp thái dương hãm, ngũ nhạc độc đáo. Huyệt thái dương thường phản ánh tài vận thời kỳ thanh niên của một người, còn ngũ nhạc là chỉ trán, cằm, mũi và hai bên gò má, trái, phải. Ngũ nhạc cân xứng, hài hòa là quý, còn không ngay ngắn, cuối đời sẽ nghèo khổ. Xem tướng khuôn mặt dài kết hợp với các nét tướng này thường là những kẻ hăng say, đa tình, tính nét hào sảng, sỏi giao tiếp với người ngoài nhưng lại hay xảy ra mâu thuẫn giữa anh em ruột thịt. Tướng mặt dài kết hợp với tai dài đầy đặn, thùy châu ngược chiều. Thùy châu là phần cuối cùng ở phía dưới của tai, có thịt chè xuống. Nếu đôi tai hầu như chỉ có thịt mà không có sụn, trong mắt trắng vàng lẫn lộn, đi đứng hấp tấp, nói nhảm, giọng nói thuộc hỏa, tính nết không được cao khiết. Có nét tướng này là kẻ tuy tài cán bình thường nhưng lại rất trung hậu, ngay thẳng. Nếu chỉ có thân hình và hai tay thường là kẻ phi bỉ. Tướng mặt dài kết hợp với trán thấp, đầu vuông, địa cáp, tức cằm, nhỏ và nhọn. Đàn ông mang nét tướng này thường là những người miệng túm và rất nhiều râu, râu quai nón, lòng đen đít và lòng trắng ngả màu vàng nhưng trông không được thanh khiết. Chân ngắn hơn thân mình, đầu rụt xuống phía trước. Lúc đi nhìn xuống đất nhiều hơn là nhìn thẳng về phía trước, quan cao, lộc hậu nhưng không được chết lành. Nếu là đàn bà thì tính tình dâm đãng hay chi chá nhưng lại rất giàu có. Tướng khuôn mặt dài kết hợp với mắt tròn xoe. Đây là nét tướng xấu đối với phụ nữ. Chủ thường phải chịu cảnh bần hàn, nghèo khó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.